Ngành mía đường Việt Nam và câu chuyện 10 năm chưa sẵn sàng hội nhập. Giá dầu thô tăng mạnh sau cam kết ổn định thị trường của Nga và Ả Rập Xê Út. Giá cà phê thế giới tăng giảm thất thường cho thấy sự quan trọng của các hợp đồng kỳ hạn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thị trường hàng hóa thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Kính thưa quý vị, khởi đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là các thông tin về thị trường mía đường trong nước. Theo cam kết tại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN ngày 1 tháng 1 năm 2018 là thời hạn cuối cùng để Việt Nam xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của ngành mía đường, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ cho hoãn việc giảm thuế thêm 2 năm để các doanh nghiệp và người nông dân có thêm thời gian thích ứng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, không thể trì hoãn thêm nữa, thuế xuất nhập khẩu đường đã về mức 0% và mở rộng cánh cửa cho đường từ các nước ASEAN vào thị trường Việt Nam. Kết hợp với tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 và tình trạng buôn lậu qua biên giới đã khiến ít nhất 1/3 số nhà máy đường trong Hiệp hội Mía đường Việt Nam VSSA đã phải đóng cửa. Hiện nay chỉ còn 28 nhà máy đang hoạt động nhưng đều đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Trong sáng nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với chuyên gia ngành đường của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về vấn đề này. Từ đầu năm tới nay, thì các doanh nghiệp trong nước gần như không bán được hàng. Đường không bán được nhưng các doanh nghiệp thì vẫn phải cố gắng nâng giá thu mua cho người nông dân với mục đích là để giữ mía làm nguyên liệu cho niên vụ sắp tới. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra và không có những giải pháp kịp thời thì tôi e rằng ngành mía đường sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể tiếp tục tồn tại. Theo cập nhật giá sáng nay, đường kính trắng đang được bán với giá 12.000 đến 12.600 đồng 1 kg. Giá đường tinh luyện dao động trong khoảng 12.700 đến 14.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá đường Thái Lan nhập khẩu tại cảng Sài Gòn cao nhất cũng chỉ ở mức 10.800 đồng 1 kg. Chính phủ Thái Lan đang trợ cấp cho ngành đường bằng nhiều hình thức khác nhau để đẩy mạnh xuất khẩu. Đường Thái Lan nhập khẩu với giá rẻ đã đẩy hàng loạt nhà máy đường tại Việt Nam vào cảnh khó khăn, buộc phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh về giá thành sản xuất. Nhiều người nông dân phải từ bỏ cây mía khi nhà máy đường không thể trả giá thu mua đủ để trang trải chi phí. Tại tỉnh Hậu Giang, một thời có tới 14.000 ha đất trồng mía, nhưng nay ngành mía đường liên tục rơi vào cảnh thua lỗ, đã khiến vương quốc mía đường ngày nào buộc phải giảm 70% diện tích gieo trồng. Hàng ngàn ha đã bị nông dân phá bỏ trước khi bước vào vụ mới trong năm nay. Đây chính là thời điểm để các doanh nghiệp ngành mía đường phải tự đổi mới, và dù có phải trả giá, dù có được hay mất, thì đó chắc chắn là con đường phải thực hiện. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Chuyển sang các thông tin hàng hóa thế giới, giá dầu thô WTI tăng mạnh gần 9% và dầu thô Brent tăng gần 7% trong ngày hôm qua. Công ty dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út Aramco đã cắt giảm 30% khối lượng dầu thô bán cho ít nhất 3 khách hàng tại châu Á so với khối lượng mà những khách hàng đề nghị. Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi thông tin Ả Rập Xê Út và Nga cam kết chắc chắn sẽ đạt được sự ổn định thị trường dầu mỏ và thúc đẩy tái cân bằng thị trường. Trước đó, Ả Rập Xê Út thông báo họ sẽ cắt giảm thêm 1 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 6 với mong muốn sẽ kích cầu giá dầu tăng lên và ổn định thị trường dầu. Kuwait và UAE cũng cam kết sẽ giảm nhiều hơn thỏa thuận ban đầu với tổng mức 180.000 thùng một ngày. Liên quan tới đợt tăng giá xăng trong nước vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến, đồng thời không tăng giá điện trong năm 2020. Đối với các hợp đồng hàng hóa tương lai khác đang được giao dịch liên thông với thế giới qua phần mềm Vision Commodity của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, các mức biến động trong ngày hôm qua đều không đáng chú ý. Thị trường nông sản trên sàn CBOT đóng cửa với các mức thay đổi không quá 1%. Dầu đậu tương tăng 1%, trái ngược với xu hướng của giá đậu tương, cho thấy mặt hàng này vẫn chịu những tác động gián tiếp của thị trường dầu thô và có thể sẽ là điểm sáng trên bảng giá trong thời gian tới. Cà phê Arabica và Robusta trên sàn ICE cùng tăng gần 2% đã giúp giá cà phê tại Tây Nguyên tăng mạnh trong sáng nay. Người dân trồng cà phê trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn khi chi phí phân bón và nhân công đều tăng, trong khi hạn hán và biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại về năng suất thu hoạch trong năm nay. Giá cà phê tăng giảm thất thường càng chứng minh được sự quan trọng của việc sử dụng các hợp đồng kỳ hạn để bảo hiểm giá trong xuất nhập khẩu hàng vật chất. Thông tin trên đã khép lại bản tin thị trường hàng hóa của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.